Chúng tôi cùng với anh Nguyễn Duy Lam ở công ty Thiên Phong Bắc Linh về bàn giao và nghiệm thu bộ cửa trượt quay Eurotech nắp ở khu vực trong của shop quần áo. Mời các bạn vào trong xem bộ cửa trượt quay của chúng tôi. Một không gian rất là rộng mà chủ nhà đã làm bộ cửa trượt quay ở trên khu cầu thang để ngăn giữa phòng khách. Tôi thấy các bạn, đây là bộ cửa trượt quay hai cánh để ngăn giữa phòng khách bên này và khu vực cầu thang. Khi chúng ta bật điều hòa thì cái hơi điều hòa nó sẽ không ra cầu thang, nó tạo cái sự kín đáo và sử dụng cho gia đình. Đấy. Tạo khu vực bên trong rất là thoải mái, trong phòng khách yên tĩnh, ngăn ổn phía dưới và không gian riêng ở đây. Chúng ta có thể nhìn qua đây xuống dưới được. Đặc biệt, cái vị trí này để lắp bộ cửa trượt quay rất là phù hợp, bởi vì bộ cửa trượt quay này nó còn có một cái tác dụng thay là khi mà cho đồ đạc nhiều vào thì chúng ta có thể mở toang ra hoặc có công việc ngồi đây mở hết nhìn xuống dưới thì nó tạo thành hai không gian là một. Đấy. Còn để khi bình thường chúng ta có thể đóng lại, khi bình thường đóng lại chốt lại rất là chắc chắn này. Đấy. Đây là bộ cửa trượt quay Eurotech màu vân gỗ, hai cánh, rộng 2m62. Tuy là rộng như vậy nhưng mà độ chịu lực độ bền rất là cao. Bản thân bộ cửa này có đến trên một tạ, trên 100 cân, nhưng đến tôi là 74 cân nữa trèo lên vẫn có trượt bình thường. Đấy. Đấy. Có nghĩa là cái hệ thống bánh xe và dây nó chịu lực rất là cao, đảm bảo độ bền. Đây. Thao tác nhẹ nhàng. Để ngăn tuyết được tiếng ồn và bụi, chúng tôi đã có cái hệ thống răng nỉ ở dưới chân. Sức cản bụi và tiếng ồn rất là tốt. Mà đặc biệt là không có cửa nào mà sát chân được, bắt buộc cửa này phải cao hơn mặt đất, mặt sàn 1/1/2 thì đây đã có cái răng nỉ dài trên 1/2 quẹt mặt sàn để đảm bảo độ kín khít và an toàn nhất. Và ở đây khách hàng này còn sử dụng thêm một bộ cửa trượt quay 4 cánh để ngăn giữa phòng bên trên này nữa với khu vực cầu thang. Đây, mời các bạn lên trên xem. Đây là bộ cửa 4 cánh ngăn khu vực phòng làm việc, bên trong là phòng nghỉ. Khi bật điều hòa ngồi lên làm việc và phòng nghỉ kia thì là tạo thành một không gian nó không có bị thoát hơi lạnh ra bên ngoài. Nhưng đặc biệt khi mà muốn mở toang hết ra để tạo thành một không gian rộng lớn nhất, giống như kiểu là không có cửa đấy, thì rất là phù hợp với bộ cửa này. Đây, các bạn thấy, nếu mở toang ra thế này thì gần như là không có cửa và sử dụng thì cực kỳ tiện dụng. Đấy. Trẻ có thể chạy nhảy qua, mà vì dưới nó không có dây nên là không có bị vấp ngã. Đấy.